xây nhà thờ Đức Bà ở đường Phạm Ngọc Thạch và đường Lê Dũng nữa. Nhà thờ Đức Bà thì đang được trùng tu sửa chữa, thì nó là cũng một trong những tòa nhà cổ của thành phố Hồ Chí Minh, một điểm nhấn du lịch của thành phố. Ai muốn tới Hồ Chí Minh đều cũng muốn đến nhà thờ Đức Bà này để mà chiêm ngưỡng, chụp hình để mà lưu lại kỷ niệm có những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ này cũng trên 300 năm rồi nên người ta cần phải trùng tu lại. Trang trí lung linh ánh đèn tạo điểm nhấn cho kết nối từ nhà thờ Đức Bà xuống tới phố đi bộ Nguyễn Huệ để mà thu hút khách du lịch tham quan, có thể đi bộ từ phố đi bộ Nguyễn Huệ tới nhà thờ Đức Bà chơi và ngược lại. Nên trang trí những con đường sáng sủa đẹp như vậy để cho khách du lịch đến thành phố mình đi dạo. Vở kịch để phục vụ cho người dân cũng như khách du lịch. Ở đây đa phần là phục vụ khách du lịch từ nhiều tổ chức như các là nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng. Và phía bên kia là một cái khách sạn caravan rất là đẹp, nằm đối diện bên hông của nhà hát thành phố. Ở ngoài Hà Nội thì có nhà hát lớn, còn ở thành phố thì có nhà hát thành phố này cũng là một trong những cái nhà hát cổ ngày xưa, từ thời các bạn thấy rất là nhiều người tập trung tối ở đây ngồi chơi rất là vui. Bên đây là khách sạn Holiday Station Sài Gòn.
nổi tiếng được bán trên con đường này, rất thuận tiện cho khách du lịch nước ngoài đến đây để mà mua sắm. Cuối con đường Đồng Khởi này thì là càng gió mát, tại vì cuối nó là đường Tôn Đức Thắng kết nối với sông Sài Gòn nên là rất là gió, rất là mát nha các bạn. Và thấy ô tô đậu đường này hoàn toàn là xe xịn, xe sang luôn. Thì có nhiều quán bar, nhiều nhà hàng trên con đường này phục vụ khách du lịch. Mình sẽ quẹo phải theo con đường Tôn Đức Thắng này để ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nay cuối tuần nên là phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ cấm xe chạy vào, chỉ cho những người đi bộ vào chơi thôi. Các bạn có con nhỏ gì đó thì dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ là chơi rất là thoải mái, yên tâm, không có sợ xe. Bữa tối ở phố đi bộ Nguyễn Huệ này vui không? Các bạn trẻ tụ tập ở đây chơi rất là đông. Ra đây là tha hồ check in. Ở đây có một nhóm bạn trẻ chơi ván trượt. Các bạn yêu thích môn này thì có thể mua một tấm ván trượt, ra đây hội nhập với cái nhóm này chơi. Nhưng mà chơi cái này cực kỳ nguy hiểm nha các bạn. Phải có kỹ năng, kỹ thuật, phải tập luyện dữ lắm mới chơi được. Bởi vì chơi điều khiển cho miếng tấm ván này nó không có thắng. Nếu mà điều khiển không tốt thì nó sẽ dễ bị lũi, đâm đụng vào người đi đường thì cũng rất là phiền. Đang tập kỹ năng lật ván, lật ván, đảo ván. Bộ môn này thì ở nước ngoài người ta phát triển rất là mạnh, chơi rất là kỹ thuật, rất là hay. Hay trượt qua những cái mọi mặt bằng, trượt qua ghế, trượt qua cầu thang và trượt qua mọi chướng ngại vật được. Rất là hay cái bộ môn này. Nếu mà các bạn tập luyện tích cực, tập luyện đúng kỹ thuật bài bản thì bộ môn này rất là hay. Và mình xin dừng đoạn video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và share video để cho bạn bè và người thân cùng xem nhé. Các bạn nhớ đồng hành cùng Sài Thanh Vlog nhé. Xin hẹn và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.